kêu người làm này kia ổng đủ. Nhưng mà nghĩ rằng là cái số tiền này có không, nghĩ rằng được cho số tiền lớn vậy không? Không nghĩ. Cái món quà rất là lớn nhân những ngày cận Tết như thế này. Ơi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Và phía sau lưng đây là ngôi nhà của chị My và chị Thu. Là hai người, hai gia đình sống trong một cái căn nhà mồ của cô bác quý anh chị. Thì trước đây khi mà chia sẻ cái đoạn clip của gia đình của chị My và chị Thu lên á, thì cũng có Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho gia đình của chị để mà cắt nhà. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ đến đây để thay mặt cho cô Tâm Trần ở Úc để gỡ một cái phần hiện kim cho chị Thu hoàn thành cái phần còn lại của ngôi nhà nha cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Đây là một cái con đường khá là nhỏ luôn. Bùi Hồ có nghe nói rằng là chị My á là khi mà mua xe nước mía với lại xe cá viên chiên á để mà buôn bán á thì bán ở ngoài kia thì cũng không có được, nên thành nữ là bán đủ vốn. Mấy ngày nay hình như nghe chị tâm sự rằng là cái việc mà buôn bán nó hơi bị ế ẩm, cũng không biết như thế nào nữa. Vô đây để chia sẻ cho cô bác quý anh chị luôn. Về cái phần xây ngôi nhà của chị Thu á, thì trước đây Bùi Hồ dự định á là sẽ nhờ một người thợ để mà cắt, nhưng mà vì cận Tết Nguyên Đán rồi, rất là nhiều thợ người ta bận, người ta không có làm được, và thậm chí là Đạt cũng không có thời gian làm luôn cô bác quý anh chị. Nên cách tốt nhất á là chị Thu á nói là với chị My, nói với Bùi Hồ á, thôi thì để cho chị tự xây để kiếm tiết kiệm cái số tiền đó, mướn thợ đó ở nhà tự làm luôn, và để cái số tiền đó để có thể xoay sở trong những ngày Tết như thế này. Đây là cái phần hỗ trợ của cô Tâm Trần, cô Tâm Trần ở Úc với số tiền là 20 triệu đồng. Đợt trước thì cô cũng hỗ trợ cho gia đình của chị với số tiền là 15 triệu, tổng cộng là cô hỗ trợ là với số tiền rất là lớn, 35 triệu đồng của bác quý chị. Mời cô bác quý chị vô đây ha. Và đây là cái luống rau mà được gia đình của chị trồng này, rất là dễ thương luôn cô bác quý chị. Đây là cây bạc hà. Bạc hà này nấu canh chua ngon lắm. Ủa cái này là gì vậy chị My? Đây là gì? À mồng tơi, này là cải trời. Hay ha. Ủa mình sinh hoạt nước dưới sông hay vậy? Dạ. Giặt đồ này kia thì xuống sông, còn nấu nướng thì nước chứ. À. Rồi chào chị My. Rồi bây giờ mình buôn bán sao rồi? Hả? Nhắc thì có hai buồn, tại vì bán trong nông thôn mà. Bán với mấy đứa nhỏ bữa được, bữa không à. Không hơi buồn. Mà cỡ đi gán buôn, tại vì mình qua Tết với gần Tết rồi. Cũng tại... Xe nước mía để đâu rồi? Gửi nhà ngoài cô đầu kia đường, tại hả? Vì chị ra ngoài thường bán ở ngoài thì cứ gửi trong đó hả, cứ đem ra đem vô vậy đó, mà nước mía hôm ngày chưa bán được. Giống như hơi cao rồi, bán rồi chiên không à. À chưa bán nước mía luôn, chưa bán nước mía được, tại không gài phụ chị hai chạy tới chạy lui này kia vậy đó. Dạ. Rồi, với lại chị nghỉ hai bữa nay rồi tặng cho anh phụ. À anh phụ làm nhà cho anh chị, phụ làm nhà cho chị phải giữ hai đứa nhỏ không thôi, nó ra nó leo lên cát, leo vô hồ này kia đó. Rồi cho nên chị không có đi bán được. Ông chú xiên trồng cây này cây kia ha. Ôi, lục đục tối ngày hả? Dằn mướp nữa nè. Mướp là không có trái luôn rồi nè. Ôi, ăn hết rồi đó, ăn mướp rồi đó. Có trái rồi nè trời. Này mình nấu canh hết. Kìa, mướp trong đó kìa, mướp trong đó mới mướp mấy kìa. Giống mới đó. Giống mới kìa. Nó ở trong nó cháy nó dài thượng luôn ha. Nó dài khác nè. À, đúng rồi. Giống mới hả? Chú tự ương ra luôn hả? Hay là chú mua hạt giống? Không, mấy chú cho mà cháu nó cho chú. Mà không biết là giống mớp gì không biết. Dạ. Ô vui quá ta. Chú xả cải với này nè. Nhưng mà chú xiên dữ ha. Cải rồi muốn nhóc à. Lục đục làm tối ngày à. Rau găm, gấp cá. Ôi trời. Bạc hà. Nhóc luôn đó. Ồ. Thì đọt lan chú mới ấy ra cắt ra đây. Bởi vậy có một cái câu là bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Ở đây là cải hả? Cải ngọt á. Cải ngọt. Mua bên kia là rau muống. Ồ. Có một miếng đất sình mà ông cụ trồng hay ghê ta. Đất đầu đó đất nước cá. Nó rút bồi, còn ở dưới đó là cá hả? Cá ở dưới. Mình nuôi hay gì? Không, cá ruộng mình vô á. À, chị đừng có xả rác xuống đó. Không có là chị đốt không á. Gom lại rồi đốt.
À chứ là ấy, tối là đốt à. Ờ gác cứ, cứ gom là để trời nắng nắng nóng rồi nó khô là mình đốt à, chứ không có, tại vì biết không, ở khu vực nông thôn mình không có, chị không có thích dục đó, thà chị đốt. Bên đây là cao lan lên nữa hả? À cao lan với xạ mù tơi nữa. Đây nữa. Đây lên chưa chú? Chưa, đang xạ. Ờ. Hay ha. Chú xạ với chị Thu. Thiệt ông cụ mà làm cho mình biết một ghê á. Ăn cái này đâu. Đây là cây đậu gồng. Đậu gồng này chấm ăn ăn chay mà chấm với nước tương là ăn với cơm là hết sảy. Đầy đủ loại rau. Xả, dừa nữa kìa. Mà ông trồng cái dừa đó mà mai mốt rồi nó lớn nó chia ánh nắng mấy cây này sao? Cái này là tại dừa nó lâu năm mà. Nó lâu lắm coi, 3 năm mình ấy cái này trước. Mình ăn được mấy đợt này luôn rồi. Dạ, mà sao ông cụ trồng hay vậy? Ngày nông mà đó giờ mà. Ờ, chuối nè, xả nè. Như đây là nhà ông cụ mà ăn chay là không có lo rau ha. Không đi. Có lo rau. Nói chung là cứ quả. Là mớp cứ hái vô ăn hái. Để giống, để cái giống. Để giống. Cái đó để giống đó coi. Ủa. Rồi. Để cho nó ăn trái rằng có gì ai có xin đó mình cho người ta. Không, chú đừng có lấy giống này không có y. Chú phải mua mẻ mới á. Rồi bây giờ trước khi mà gặp chị hai á là thông báo cho chị hai một cái tin vui. Thì qua bên đây là có một cái cô là trao cho nhà chị My một cái bàn thờ, đại thờ. Người mẹ của mình nè, qua đây nè đặt. Cái này gọi là một túp liều tranh hai quả tim vàng nè. Ông cụ thì lấy những khi mà bà cụ mất á. Thì ông cụ chắc cũng buồn nghề trồng mấy này luôn để cho nó dễ khuây. Đúng không cậu? Chú? Ở đây là mướp, vàng mướp. Trời ơi, chú ăn là 60 trái rồi đó. Ủa vậy hả? Trời ơi, ăn nhiều lắm rồi. Nhiều lắm rồi đó. Trái rồi đó. Ôi trời ơi. Ít trái đâu. Dạ, một khu vườn nhỏ luôn. Ồ, trồng này hay vậy? Một tay. Không, con nể ông này nè. À, cái đó hả? Tới tim vàng. Cái này là cái gì ta? Cây mười già nó có đây nè, cây mười già nè. À. Rồi xong uống. Rồi uống lại làm chơi mà. Cái nghệ. Này là một mái nhà tranh có một quả tim ở đây nữa nè. Rồi cái cây ấy nè, để ở đây nữa nè. Ồ hay ta. Này là làm vàng này tốn nhiêu tiền à, chú? Làm nhà lấy ba cái cây ấy đó làm bậy nữa. Vui không? Chú thấy nó ra quả vui không? Vui, chiều là chú. Dòm đây nè, còn ướt làm sao mà còn mấy cái xài này nó mới đang chỗ bông, phải có trái lòng thòng á mới đẹp. Tối bắt cái đàn chớp chơi nè. Dạ, hay ta. Ướt tuổi già mà. Ờ, cái này là vui với thú điền viên nè. Hay quá. Cái này là rau tần hay chú? À, rau tần. Rau tần gì lá đó con. Rau tần nấu canh chua. Ờ, nấu canh chua để vô vài lá thơm lắm. Mình bị ho, mình trị ho. Ở trước này xây được cái nơi thờ Phật, thờ thiên, bàn thông thiên. Chú mới đổ ngày nay à, mấy ngày đâu có ấy vật tư đâu. Bữa nay sẵn bên chị hai. Bữa nay sẵn chị bên nhỏ con ấy rồi, chú lấy miếng nè, ấy ra nè. Dạ. Cái cô gì hỗ trợ mình? Chị giờ chị không nhớ luôn. Chị. Cô bên Phần Lan, chị không nhớ. Dạ. À, có điện cho em. Đây là cái bàn thờ thỉnh bà cụ ở đây rồi. Thì bây giờ có một cái chỗ trang nghiêm ấm cúng như thế này rồi. Nhà cửa thì cũng ấm áp, bà cụ thì cũng được thượng lên như thế này thì nhìn nó rất là trang nghiêm. Chị có nấu cơm cúng nữa đó đúng không? Ngày nào cũng cúng, sáng cúng, chiều cúng vậy đó. À. Nhầm người nói là thôi cúng thì không nên để cho mẹ lên. Nói chung là dạng như là mình được siêu thoát á. Nhưng mà cha thương mẹ lắm, không khi mà mình ăn cơm mình dọn là, một chén cúng ra được là mà. để vậy nè là cha ăn luôn. Là dọn cái này là của ba ăn đó, nhưng mà phải để mẹ ăn trước xong rồi ba mới ăn. À. Rồi hồi đó giờ là quen như vậy chứ không phải là mình cúng mâm cơm rồi mình đem mình dẹp hay là đi kia. Lúc sống cũng vậy hả? Không, còn sống thì vợ chồng ăn. À. Rồi mất thì phải vậy ăn chung với nhau. Dạ. Vậy đó. cái dạ máy bay của cô bà nè, ta lấy vậy đó. À. Đây là cái nơi thờ của cái trang này thờ cũng trang nghiêm ra. Đèn chớp đồ lung linh ha. Nói chung là người mất á thì cũng được an nghỉ nơi suối vàng rồi. Thì có được cái người chị thì lại có được cái ngôi nhà rồi. Thì cũng mong là hương hồn bà sẽ phù hộ cho gia đình của chị làm ăn càng ngày càng khấm khá.
Chị giờ chị không mong gì. Rồi Tết đi an nhiên được ăn mùa Tết cho nó vui vẻ ở quê nhà, chứ bây giờ xa xứ nhiều năm rồi đâu được ăn quê nhà đâu. Ừ. Từ ngày chị quen anh Cưng tới giờ luôn, đây là năm đầu tiên chị về đây sống và ở đây luôn. Cái Tết đầu tiên quá hả? Cái Tết đầu tiên luôn. Gọn gàng không? Ừ. Mừng vui lắm chứ. Rồi an nhiên á. Rồi bây giờ qua chị hai đi ha. Đây là gạch của chị hai mới mua hả chị? Hôm qua Bùi Hồ có thông báo rằng là chị My với chị hai nói thôi để ở nhà tự xây với nhau để tiết kiệm tiền thợ. Thì Bùi Hồ thông báo thì chị mua gạch rồi cát đá xi măng luôn rồi mọi người, cô bác anh chị. Thì xây toilet ở bên đây luôn. Ai ton thì lúc trước thì cũng có một chị Mạnh Thường Quân ủng hỗ trợ mua ton luôn. Mua ton rồi luôn 8 triệu lúc đó hỗ trợ. À, 8 triệu rưỡi. Dạ, thì bây giờ cũng đợi tiền để mà hoàn thành cái công việc này thôi. Cũng bữa nay là ngày gần đến Tết rồi, chỉ còn mười mấy ngày nữa thôi. Nhưng mà chú với lại anh Tấn xây kịp không? Dạ kịp. Kịp không? Kịp. Hoàn thành để em lại em nghiệm thu nữa nghe. Đúng rồi. Thợ này có bao nhiêu năm tay nghề rồi? Cũng được vài năm mà hay. Dạ hả? Từ cô Ly hả? Cô Ly giờ lên đàn bóng chưa? lên thợ được chưa? Cũng được. Nói chung thì mình thì học hỏi thêm. Dạ, như mình không biết thì mình học hỏi thêm. Dạ. Hôm trước thì Đạt thì cũng tính sơ sơ, cũng nhờ Đạt với lại anh Vũ thợ sắt cũng tính sơ sơ thì nó xây cái nhà này dựng dắt tôn đồ lại á. Thì nó khoảng chừng có tôn này sẵn rồi là 8 triệu mấy rồi thì khoảng chừng 15 triệu nữa. Là với lại chị có 3-4 triệu gì cũng có một cái cô ở Phần Lan hỗ trợ đó. Thì là đủ cái số tiền luôn. Thì bây giờ mình sẽ thay mặt cho cô Trâm Trần ở Úc sẽ gửi cho chị hai cái phần tiền còn lại. Đây là cũng là cô cũng đã hỗ trợ cho chị My đợt rồi thì mua xe nước mía với lại xe bò viên. Hết em gửi cho chị hết 15 triệu rồi đó. Tổng cộng 15 triệu. Bây giờ gặp chị hai quá. Nói chị hai trăm. Đi chồng hả? À? Chị hai đang. Chị hai ơi. Chị hai ra đây chị hai. Cho ngoài này cho sáng. Mình chắc có lẽ là bà cụ bà cũng đã gọi là thấy con cháu của mình á. Ở gần thì cũng sống ở trong ngôi mộ mưa gió tạt lạnh lẽo cô bác của anh chị. Thì đã phù hộ cho được cái ngôi nhà hai chị em luôn. Anh mắt vẻ u sầu vậy. Hả? Để anh nói nào về. Anh nói cỡ 22, 23 gì. Anh mặn ở ngoài thêm á. Ừ. Tại vì bữa 20 là anh nghỉ rồi. Ừ. Nên là anh đi hỏi mấy anh mà mặn ở ngoài đó. Anh nói anh gái anh mặn thêm 2-3 bữa. Nếu được 2-3 bữa nữa anh mới về. Thôi nói anh về đi. Chứ bây giờ ở trên đó cũng gần Tết rồi. Về phụ cắt nhà thêm cắt nhà nè. Ok. Được không? Ở nhà có cha có em đâu phụ tiếp. Về đang mình gấp rút cái công trình này chứ. Sao sợ làm tiền hộp rồi sợ làm tiền hộp ăn Tết. Cái ông cũng cậu trợ kia kìa. Ông nói là không biết tự lo được hay không á. Hôm trước một cái cô gửi cho chị mấy triệu nữa rồi. Thì bữa hổm mà gửi được 3 triệu. Ừ. Rồi mấy phụ cho em được 500 ngàn là dạ. Còn được 2 triệu rưỡi. À. Dạ. Dưới tiền bữa hổm anh gì cho thêm là này. Anh gì đó nhân dạ rồi cho thêm rồi nhập đô là nói chung là cũng còn đúng 5 triệu. Ừ. 5 triệu rồi bữa đó không có sữa có gòi gạo hết sữa rồi dạ. Dạ bữa hổm có nói mà bà nó có nói với mười hồ đó dạ. À, cái là mấy hai chém đi mua thì sữa với gạo này kia mua vòng vòng cũng hết 1 triệu là còn được 4. Ừ. Rồi mở ba nó không tiền lấy đồ cái cho mượn hết 1 triệu còn lại được 3. Còn 3 triệu. Dạ, còn được 3 triệu thì mua gạch này hết 1 triệu 2. À. Dạ, mua gạch 1 triệu 2 rồi mua cái này chứ còn thiếu. Thiếu nhiều nữa, nếu cửa hàng hết nhiêu rồi. Dạ, 2 cái bill. 1,8 đâu cái bill đem vô. Nãy là đặng mượn đỡ gì tư thêm cái này nè, mua thêm nó là mỗi mượn 2 triệu nữa là là 3 triệu cũ hết rồi mượn thêm 2 triệu nữa là mua hết 1 triệu mấy gần 2 triệu không? Có nghĩa bây giờ mình làm cái nền trước rồi sau đó mình lót gạch lên rồi sau đó mình mới dừng tôn đúng không? Dạ.
Mua rồi hết ở đây 4-5 bao xi măng. Dạ ta 8 bao. 8 bao. Đó. Và bây giờ như thế này. Thì theo dự toán của Đạt bạn em á cũng đã từng làm hồ thì nói ngôi nhà này bây giờ đất thì nó cũng đã có đủ rồi. Cát thì bơm vô nó cũng không có bao nhiêu. Thì theo dự tính là nó khoảng 10 triệu hay đạt mười mấy triệu nữa đủ rồi đúng không? 10 triệu đến 15 triệu nữa đủ rồi. Mà bây giờ thì còn cũng được 3 triệu rồi. Mà mua bao nhiêu đây thì nó hết cái số tiền kia rồi. Dạ, đúng hết không? Số tiền kia mượn thêm 2 triệu của bà dì đằng kia đã mới mượn 2 triệu đang mua thêm sắt với mua này kia 3 sắt. Dạ, mới đem cho đó là 1 triệu mấy gần 2 triệu. Bây giờ cuộc sống của em, của chị á, là chị My á, cũng đã ổn định rồi. Có công ăn việc làm. Cũng có thể có ông cụ trồng rau. Có anh Tửng thì ảnh có thể đi một cua bắt ốc được, bắt cá được. Rồi có chị My có thể bán nước mía được. Mặc dù là mới khởi nghiệp nó chưa có gặp nhiều khó khăn, chưa có quen á, nên thành thử là nó còn nhiều trắc trở. Nhưng mà mong rằng á, sau cái Tết này á thì sẽ làm ăn sung túc hơn, bắt đầu một cái cuộc sống mới. Và em mong rằng á, là gia đình mình sẽ về đây, để mà anh sẽ sớm về đây để mà cùng phụ nhau xây một cái căn nhà, tìm một cái công việc gì đó ổn định ở tại quê nhà ha. Dạ. Hôm nay thì em đến đây em thay mặt Mạnh Thường Quân á, là một cô trăm trần ở Úc hỗ trợ cho chị. Đây là số tiền 20 triệu đồng gửi cho chị. Chú đang nói chuyện con. Để mà chị xây khoảng 15 triệu á, thì còn bao nhiêu đó, còn khoảng 4-5 triệu rồi đó, là mình sẽ đủ cái chi phí xây sở ăn Tết luôn của hai chị em. Để mình hai chị em này là gửi cho chị 20 triệu ha. Rồi xây xong rồi mình còn nhiêu đó, mấy chị em ăn Tết cho có một cái Tết nó sum vầy hơn. Sao khóc rồi? Đi lại mẹ hả? Sao khóc chị? Được các nhà mới, được cho tiền mà sao khóc rồi? Chị cũng rất mong. Ờ, không có đủ. Hả? Sao? Sợ, cũng mừng. Sợ gì? Chị nói sợ không đủ hả? Bây giờ, vụ nói mà cầm mồ hồ đó, vụ cho nhiêu đó, rồi sợ mình kêu người làm thì kêu sợ không đủ. Nhưng mà nghĩ rằng là cái số tiền này, có nghĩ rằng được cho số tiền lớn vậy không? Không nghĩ. Tại vì em dự định là kêu thợ cho chị, nhưng mà gần Tết rồi, với lại em dự toán kinh phí được, là thợ có thể làm được. Khóc luôn rồi. Dạ. Mọi người. Nhưng mà thôi bây giờ nói tự tiết kiệm tự xây cũng được rồi. Muốn nói gì không? Nói đi chị. Thì gấp cho con cũng cảm ơn cô. Cô với chú anh chị ở này giúp đỡ, cũng giúp đỡ cho con và em là được số tiền nữa, này kia cũng mấy nhà cửa cho mấy đứa nhỏ nó ở, cũng con cũng mừng. Chị khóc luôn rồi. Cũng gần đây là một cái món quà rất là lớn nhân những ngày cận Tết như thế này. Cảm ơn cô đã hỗ trợ tổng cộng cái số tiền là 35 triệu đồng cho cả luôn cả chị My với lại chị Hai. Thì đối với chị á, thì cái số tiền này á, đôi khi là làm cả đời luôn mọi người. Anh làm cũng Tết này không nghĩ là có được cái số tiền lớn vậy đúng không? Dạ. Bây giờ em sẽ trao cho chị ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đây là 13 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
9, 10 19 triệu 1 triệu nữa 20 triệu con đem băng lại cho mừng dữ không hả cảm ơn có nghĩ rằng là nó được như vậy không bờ hồ nói là sợ rồi không con biết. con qua đây nè để cho cô chú tại nó mặn vừa mướn thợ vừa làm này kia rồi sợ thiếu nó không có tiền rồi không biết sao không sợ không đủ rồi tính nói với mợ ba nó thì như mồ hồ á mấy cô mấy chú quyên góp bao nhiêu á thì mình làm bao nhiêu như thì đủ á thì mình làm hết không đủ á thì thiếu cái nào thì nữa vợ chồng qua tết đi làm rồi mình bù vô thêm cũng không có nghĩ được cái số tiền như gì nên sợ chứ thứ nhất mấy đứa nhỏ không có đồ bông này kia đó sợ không được cái nhà đúng không sợ không được cái nhà à, bây giờ nhiêu đây đủ xây chưa thật ra thì em cũng đã cân toán em và Đạt cũng đã cân toán cân toán giờ mẹ nói nè bữa cái đây mẹ được rồi không sao đâu chị để cho bé tự nhiên đi em và Đạt thì cũng đã cân toán dự tính hết rồi nhiêu đó là chắc đủ ha Đạt ha đủ và dư có thể là dư luôn cái số tiền ăn tết đúng không à, cái nền này không có bơm cát vô tại nữa thì, tính làm trong này nè mà làm quá nhỏ quá cho mấy đứa nhỏ cũng không có chỗ mà nằm ngủ này kia nên là cũng thức cũng bàn tính nói thôi giờ cha ơi bây giờ mà mình còn cái canh bên mình đó đó bây giờ mình đem ngoài đó đi đặng mình làm từ trước tới sau đặng cho mấy đứa nhỏ nó rộng rãi nó nặng này kia rồi bây giờ mình sẽ dừng tôn dừng ở trong rồi luôn ha mình sẽ dừng dắt rồi luôn đàng hoàng giống như nhà của chị My vậy nè dạ rồi mình mong rằng là khoảng tuần lễ nữa kịp không anh Tấn? Tuần lễ nữa em sẽ quay lại, trước Tết em sẽ quay lại thăm gia đình mình một lần nữa ha. Thì đây là một cái số tiền, số rất là lớn từ cô Trâm Trần đã ở Úc đã ủng hộ. Cũng như là trước đây thì cũng có Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho chị. Thì đây là một cái món quà cận Tết thật là ý nghĩa luôn. Thì rất mong rằng thì trong thời gian ngắn nữa thôi thì chị sẽ thoát khỏi cái cảnh là sống chật vật ở trong cái ngôi nhà mồ của mẹ của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ cũng như cô bác quý anh chị đã ủng hộ cho hoàn cảnh gia đình của chị My với lại chị Thu có được một cái ngôi nhà ấm cúng như ngày hôm nay. Trân quý, rất là trân quý những cái tình cảm cô bác quý anh chị đã dành cho những hộ gia đình như thế này. Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô Trâm Trần Út đã ủng hộ cho gia đình của chị cũng như là tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ cho những cái hoàn cảnh khó khăn từ trước đến nay trên kênh Bùi Hồ. Xin chúc cô bác quý anh chị sức khỏe, an lạc. Và chị có muốn nói một lời nào trước khi kết thúc đoạn clip này không? Chị My ơi, có muốn nói lời nào không? Cho chị Thu nói chứ. Mà lên nó khó nói. Chị, giờ như thì con cũng cảm ơn cô và chú và anh và chị cũng giúp đỡ cho con một số vốn ăn các nhà các cửa cho mấy đứa nhỏ nó vô ăn trước ăn Tết ở trong nhà chứ không à. Chứ không ăn Tết ở nhà mồ đúng không? Sao không đủ tiền ở ngoài. Khóc nữa mượn. Bây giờ cắt tiền cẩn thận nha. Bây giờ chút xíu nữa thì chị đem đi trả tiền vật tư đi. Dạ, chút xíu mà giờ mở ba ăn cho giùm. Chị nhờ chị My đó chở đi rồi sau đó là sẽ mua cái gì đó rồi đặt cọc luôn. Dạ. À, đặng cho đủ hết cái số tiền đi để tiền không ở đây ở trong nó không có cửa nẻo thì nó cũng không có an toàn. Dạ, đi liền chứ. Đi liền. Dạ. Trời hồi nãy là hết ba cái sắt gì đó với ba đá nè rồi anh mà nói chuyện với bồ hồ vậy đó anh mới kêu á là cưng đi mua thêm đi rồi sáng sớm anh lại làm cho rồi cái trong túi thì nói chung hết tiền rồi dạ hết trơn tiền nữa luôn 3 triệu luôn không có sợ không đủ ảnh hỏi ứng nữa đâu có tiền nó rồi thấy vậy rồi mới lại đằng giùm cái gì đằng kia đằng á mượn đỡ nó con mượn đỡ đi có gì thì nay chiều mơ gì con gửi con trả mình hứa vậy thôi cũng không biết mình cũng trông tại nói mùa hồ bữa nay xuống nên cũng trông tại vì có đặng mình trả chứ mình hứa lỡ không có không biết làm sao người ta mà thiếu mình bự người ta không cho
Thật ra thì nhận tiền của từ cô á, mình Bùi Hồ cũng chưa có thông báo cho chị để tạo một cái bất ngờ cho chị, cho nó có một cái niềm vui nó trọn vẹn hơn ha. Thôi rất mong video clip này sẽ mang đến cho cô bác quý anh chị những giây phút thư giãn thật là bổ ích, cũng như là mang thông điệp đến mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ạ.